Mọi anh em, hôm nay thì mình đang có ở đây là một chiếc máy hút bụi cầm tay tới thương hiệu là Gunter Hauer, một thương hiệu của Đức. Đây mình đã có review về khá khá các cái mẫu robot hút bụi này, rồi là máy hút bụi cầm tay các thứ. Thì hôm nay là một sản phẩm cũng lại về dọn dẹp vệ sinh nhà cửa như vậy. Và hôm nay thì có mức giá gốc ở trên Lazada ấy là khoảng tầm gần 2,4 triệu. Tuy nhiên vào đợt sale 11 tháng 1 của bên Lazada ấy, thì sản phẩm này anh em mà mua ấy, thì bên nhà bán hàng Gunter Hauer ấy sẽ có một voucher giảm giá xuống, nó chỉ còn khoảng độ hơn 1,8 triệu một chút mà thôi, giảm được cũng khá là nhiều. Và đó chính là lý do mà mình đặt cái chiếc máy bụi cầm tay này về. À, thông tin thêm cho một chút là vào ngày 11 tháng 11 này thì bên Lazada có một trình sale cực kỳ lớn, toàn sàn giảm giá rất là sâu, đồng thời là miễn phí vận chuyển. Ngoài ra thì sẽ có rất nhiều voucher tích lũy lên tới 800.000, trong đó thì là giảm trực tiếp 15.000 cho mỗi 150.000 mà anh em tiêu, hoặc là giảm 50.000 cho mỗi 650.000 mà anh em tiêu, giảm giá rất là sâu luôn. Và mình có để link sale của Lazada ở phần mô tả clip này cho nào có tâm nhát. Rồi, không gọi là bóng nữa, bây giờ ta cùng nhau là đập hộp cái chiếc máy hút bụi cầm tay này ra. À quên, cái chiếc máy bụi này được quảng cáo ấy là nó không cần phải cắm điện khi mà mình sử dụng, ta chỉ cần là sạc pin cho chiếc máy này là cầm tay sử dụng được luôn. Đồng thời là nó có rất là nhiều đầu hút này, diệt dẹp này, rồi là hút cho ô tô các thứ đấy, rất là nhiều đầu hút quảng cáo là như vậy. Lực hút của nó thì cũng mạnh, 18.000 PA. Rồi, không là bóng nữa, bây giờ tao nhau là đập hộp cái chiếc máy bụi Gunter Hauer model là V16 này ra và nghi ngợm để xem là với mức giá sale 1,8 triệu thì cái chiếc máy bụi này nó làm được gì và nó có ngon lành trong tầm giá hay là không nha. Đây, hộp đựng của bên Lazada gửi cho mình thì đây. Sản này thì là của Gunter Hauer này, em lại gần đây nhìn cho rõ này. Tên model là V16 và đây hình ảnh của cái máy hút bụi đấy, khi mà nó lắp đầy đủ đấy, xung quanh cũng không có thông tin gì quá là nhiều đâu. Mình sẽ rạch luôn nhá. Đây, anh em xem với mình này. Mình sẽ rạch luôn cái chiếc máy hút bụi này ra. Cái lúc giao hàng ấy, các bạn giao hàng cho mình ấy còn bảo là ô anh cũng dùng loại này à, em cũng mới mua một con này. Đấy, không biết bạn nói thật không. Đây, bên trong đóng gói khá cẩn thận nhá. Bên trong nó sẽ còn một cái hộp nữa mọi người. Ôi trời ơi, thật kì. Đây, đấy ra. Hộp trong này đẹp đấy. Gunter Hauer, một thương hiệu của Đức này. Đấy, hình ảnh của cái máy hút bụi và model là V16. Tập này thì có ISO là 9001 nhá. Đấy, hộp khá là đẹp. 1,6 triệu mà hộp này đẹp ghê. Và hộp này thì không có seal, mình cứ thế mà bóc ra thôi. À, xem 1,6 triệu, à đâu 1,8 triệu thì mình nhầm. 1,8 triệu thì nó có những cái gì? Đầu tiên là một sách hướng dẫn này. Sách này thì được làm bằng tiếng Anh và cũng có hình ảnh đầy đủ nhá. Tiếp theo là nhiều thứ quá, không biết bắt đầu từ đâu cả. Đây, đây là một cái đầu hút này. Cứ để đây đã, tí mình nói đến công dụng của từng cái đầu hút này xong. Đây cũng là một cái đầu hút này. Đấy, đầu hút này như là có đèn sao á, thôi cứ để đây đã. Ô, bàn hơi nhỏ anh em ạ. Đây là mình nghĩ sẽ là phần thân máy chính nhá. Bên này đóng gói mình không ngờ nó lại tử tế như vậy luôn, một thương hiệu của Đức. Đây, đây là phần ôi trời ơi, đóng gói nó chắc chắn quá, đóng chắc vừa thôi. Đây, đây là phần máy chính nhá mọi người. Máy chính thì đây, cho mọi người nhìn qua cái phần máy chính này, thiết kế đây, chất nhựa khá là ổn ha, đẹp phết, cảm giác cũng khá là xịn sò. Rồi cứ để ra đây đã, xem này còn cái gì nào. Một thanh nối này thì khá nhẹ, không nặng đâu, khá là nhẹ thôi. Và cuối cùng, một hộp cuối cùng ở đây hết rồi nhá. Hộp cuối cùng ở đây là cái gì? Chắc lại là một đầu hút gì đó à? Đây, ta sẽ có đây mọi người, ta sẽ có một cái đầu hút để hút trên xe ô tô này, một phần lọc bụi này, và đây là một cái kẹp để kẹp cái chiếc máy bụi này ở trên tường, và một cái đầu hút bụi nữa đó, hàng hà sa số phụ kiện luôn. Và cuối cùng là củ sạc này thì có công suất là 13,25W, ăn khá ít điện thôi. Và đó toàn bộ những gì có trong hộp của chiếc máy hút bụi Gunter Hauer V16 giá 1,8 triệu mà mình mua ở trên Lazada này. Cực kỳ là nhiều phụ kiện luôn. Đấy, đầu tiên là về độ hoàn thiện thì ta vừa nhìn thấy rồi. Cái phần máy này thì cực kỳ là hoàn thiện, cực kỳ là tốt luôn.
chất liệu nhựa anh em nhìn này. Đấy, rất là ngon lành nhé. Đây phần là thông gió để mà cái hơi nóng ấy, khi mà cái máy nó chạy ấy, nó sẽ phun qua đây, không bị làm nóng tay. Cái này mình khá thích này. Và đây là cái phần đựng rác này. Thì trong cái phần đựng rác này nhá, ta sẽ có một cái lõi lọc đây, mọi người nhìn này. Nó sẽ có một cái lõi lọc như này. Đấy. Và lõi lọc này thì ta hoàn toàn có thể là tháo ra đây, tháo ra để mà vệ sinh được, hoàn toàn thì là rửa được cái lõi lọc này nhá. Đây là một cái lõi lọc để mà lọc bụi, nó khá là hiệu quả. Và đó là về phần máy. Và máy này thì ta sẽ có thể là có bốn cái đầu hút ở đây. Đấy, đây là cái đầu hút mà ta dùng để mà hút trên bề mặt sàn các thứ, dùng chắc là mình nghĩ sẽ dùng nhiều nhất. Đầu hút này thì có cái cơ chế chuyển động đấy, khá thông minh, tí nữa mình sẽ cho anh em xem cái phần đầu hút này. Tiếp là cái phần đầu thứ hai là cái phần đầu hút dẹp, hút bụi. Ta hãy dùng đầu hút này để mà hút bụi, hút tóc ở trên bề mặt đệm. Phần đầu hút này ta hoàn toàn có thể là tháo ra để mà thay thế được cái phần lõi xoay ở đây, cũng khá là đơn giản và dễ dàng thôi. Đó, hai cái phần đầu hút này thì mình thấy độ hoàn thiện gọi là cực kỳ tốt luôn. Chất liệu nhựa thì rất là dày dặn nhá. Tiếp theo là một phần đầu hút thảm như này. Thì mình thấy cái phần nhựa này, nghe tiếng nhựa này, cảm thấy nhựa này nó hơi bị lở một tí. Phần đầu hút này ta sẽ có hai kiểu đấy, một kiểu là có lông và một kiểu là không lông. Và cuối cùng là phần đầu hút dùng để hút trên ô tô. Đấy, chất liệu nhựa cũng không được xịn cho lắm, nghe có vẻ cũng hơi lợt. Nhưng với mức giá 1.8 triệu thì chất liệu như này là khá ok rồi. Đấy, ta cũng có một phần thanh nối như này nữa. Để mà, à đấy, em nhìn này. Đấy nhá, trong cái phần này này, ta sẽ có một cái đường để mà truyền điện. Đây, truyền điện. Truyền điện để làm gì? Đây, em nhìn này, cắm vào như này nhá. Đấy, ở đây cũng có phần để mà, đấy, truyền điện như vậy này. Và ở đây cũng như vậy. Truyền điện để làm gì? Đây, em nhìn này. Đây, khi mình bật nó lên nhá, để bật lên ấy, đây thì anh em nhìn này, đây khi mình giữ cái phần nút này, đấy 1 giây thì nó sẽ ấy, đèn này sẽ sáng như này, máy chạy rồi. Và đây, ở đây có một cái đèn nhá, đèn này thì khi mà ta đi vào hút bụi đây, nó sẽ nhìn được, sẽ nhìn được rõ ràng hơn là bụi nó có ở trên trên sàn hay là không đó. Và cái phần đầu hút này di chuyển nó cực kỳ thông minh luôn. Đây, mình muốn rẽ này, đó, rất là linh hoạt nhá. Nó không bị cái kiểu là nó bị quẹo quẹo như trên những mẫu máy hút bụi rẻ tiền. Mà khi mình muốn xoay bên nào, đấy, để hút, đây, ví dụ mình muốn đi vào góc nhà nhá. Đây này, em nhìn này, đây, mình muốn vào góc nhà để mà hút. Đấy, cực kỳ là tiện luôn, em thấy không? Sang này, đó. Cái phần ổ trụng này ấy, di chuyển nó cực kỳ linh hoạt luôn. Và như vậy ta không sợ hiện tượng gọi là trên bảng dưới không nghe nữa. Đấy, chỉ cần lắc nhẹ sang là lập tức là cái đầu hút này nó sẽ xoay sang cái hướng mà ta muốn, rất là đơn giản và linh hoạt luôn nhá. Và máy này thì có hai tốc độ hút, đây là tốc độ yếu hơn này. Và bấm lần nữa, à đâu, đây, bấm lần nữa, đó, đây mới là max công suất của chiếc máy này nhá. Đó, hút gọi là cực kỳ là mạnh luôn. Và cái việc không phải cắm dây thì cũng là một điều mình thấy cực kỳ là thích về cái chiếc máy hút bụi này. Tuy nhiên thì thời lượng pin của chiếc máy này nó không được dài lắm đâu. Theo như quảng cáo của bên nhà sản xuất ấy, thì chiếc máy hút bụi này có thời lượng pin ấy, nó rơi vào khoảng độ 45 phút. Tuy nhiên thực tế mình test thì thời lượng pin của chiếc máy hút bụi này ấy, nó chỉ được hơn nửa tiếng một chút mà thôi. Cho nên là em nào mà nhà to, nhà rộng thì ta nên cân đối một chút, bởi vì là cái thời lượng 30 phút cũng không phải là một thời lượng sử dụng quá dài. Nhà nhỏ thì vừa thôi, còn nhà mà to quá thì 30 phút để mà sạc pin có thể sẽ chưa đủ để dọn dẹp nhà đâu nhé. Và đây nhá, thử test mắc lửa hút với cái đống vừa đất, vừa tóc, vừa cả hạt gạo đây, để xem là máy này nó hút như nào nhá. Đây, xem nào. Đó, thấy chưa? Hút thì gọi là sạch trơn luôn. Nhưng mà những hạt viên đá này, nó to quá thì máy này không hút được nhá. Còn lại cái phần mà vừa tóc vừa gạo ấy đã được hút gọi là sạch trơn luôn vào trong chiếc máy này rồi. Đây, tất cả đã vào đây rồi nhá, cực kỳ là nhanh luôn. Đó, lực hút này là 18.000 PA. Và với cái lực hút như vậy thì
hoàn toàn là không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì khi hút bụi trong gia đình của chúng ta cả. Gạo kiếp thứ là nó hoàn toàn là vào hết trong này luôn nhá. Đó anh ạ, nói chung ấy là cái việc mà ta hút bụi mà không phải lo về dây dợ lòng hoặc là cái điều mà mình thấy là một sự phát minh, nó rất là sung sướng các mọi người. Cái trải nghiệm hút bụi không phải lo lắng dây dợ lòng hoặc, nó rất là thoải mái luôn, thực sự như vậy. Và khi mà mình muốn thay cái phần đầu hút này nhá, thì mình cần là đây này, bấm vào đây đấy, bấm vào đây và rút ra như này. Sau đó thì ta thay cái đầu hút mà ta mong muốn vào đây hả, cắm vào là xong đấy. Đây là đầu hút trên giường nhá, và khi mình hút này, anh nhớ là giữ một giây thì nó sáng lên như này. À, cái này là thời lượng pin chứ không phải là mức độ mạnh yếu của hút đâu, chỉ có hai máy này chỉ có hai mức độ hút, là một là vừa và hai là mạnh đó, như này đây. Và với cái đầu hút này ta hoàn toàn có thể là hút bụi ở trên giường một cách rất là nhẹ nhàng thôi, không phải lo về dây. Đứng là một phát minh vĩ đại của công nghệ lo dọn nhà cửa anh em ạ. Và cái phần máy này nó cũng rất là nhẹ nữa. Bây giờ anh nhìn này, mình cầm một tay nhá, mà tay mình không phải khỏe đâu, tay khá là khéo thôi, nhưng mà cầm lên nó cảm giác nó rất là nhẹ. Và thực sự thì kể cả chị em có sử dụng cái chiếc máy bụi này thì mình thấy là cũng hoàn toàn không hề có bất kỳ vấn đề gì cả. Thực sự với mức giá 1.800.000 thì như này nó là quá ngon lành luôn. Ta có thể là sử dụng cái chiếc máy bụi này để mà hút thảm nhá. Cái đầu này có hai cái nấc đấy, ta có thể là một nấc trải như này để hút thảm và cũng khá là hay. Hay là đầu nhỏ để hút trong ô tô thì cũng rất là ok luôn. Thế còn về sạc pin thì sao? Thì đơn giản là ta cắm cái củ sạc của chiếc máy bụi này vào ổ điện này. Và đây có một cái phần gọi là gài thân của cái máy bụi này. Phần này nhá, ta sẽ có được tặng là ốc vít ở đây này để mà vít vào tường. Nhưng mà hiện tại thì mình đang chưa quyết định được chỗ nào để ở trên trong nhà mình. Nhưng mình quyết định là từ từ đã. Đấy, mình demo em thôi. Đây, nó sẽ là như này. Đó. Nó sẽ là kiểu như này. Thì khi mà ta lấy cái máy bụi ra ấy, ta cần là rút nó ra như thôi. Đấy là sử dụng được rất là thoải mái. Và mình khuyên anh em là nên cắm cái phần này ở chỗ nào đó gần ổ điện. Thì thôi cắm nhá. Đây này. Cái nghèo lại gần đây này, đây, trên này này, đây này. Đấy, cắm điện thì cắm vào đây. Đấy, cắm như này thôi. Là sập tức sạc pin. Sạc pin thì nó đây này, đấy, nó sẽ nhấp nháy như này là đang sạc pin này. Và có một điểm hay nữa về cái phần thanh gài này là ta hoàn toàn có thể là lắp những cái đầu hút mà ta thường xuyên sử dụng ở đây. Đấy. Như này. Để khi nào mà ta cần dùng ấy, thì cứ thế mà rút ra là cắm luôn vào đây thôi. Cực kỳ là tiện luôn, thực sự là ai thiết kế chiếc máy này gọi là rất là được, rất là thông minh luôn. Nhìn chung là nó ngọt đấy. Đây, cái phần đổ rác thì nó như này. Ban nãy thì mọi người đã nhìn thấy rồi. Nhưng bây giờ thì mình sẽ đây đổ lại để cho mọi người xem là cái độ lọc rác của nó nhá. Đấy, đây. Đây là những cái rác nó hút vào chưa? Đấy. Và cái phần lọc này thì tác dụng của nó là như nào? Thì bụi nó sẽ lọc hết qua ở đây. Oops. Đó, đây mọi người. Đó, tất cả cái phần bụi mịn ấy nó sẽ được lọc hết vào đây. Đấy, những rác to thì ở ngoài cái phần trắng trắng này, còn bụi mịn là ở hết phía bên trong này nha. Đấy, em thấy không? Này. Sợ chưa? Đấy, mình chỉ hút một tí thôi nhá. Đó. Sợ hãi luôn. Và cái phần này ta hoàn toàn có thể là rửa được. Đấy, ui dồi ôi, nhìn thấy chưa? Mình nhìn chưa? Sợ không? Đấy, mình mới hút nhà mình khoảng độ 30 phút thôi mà bụi mịn rồi các thứ kinh khủng luôn. Nhìn chung là cái phần lọc của cái chiếc máy hút bụi này mình cảm giác nó cũng khá yên tâm và khá là xịn sò nhá. Và đó, đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ về chiếc máy hút bụi Gunther Hauer V16 có mức giá gốc là 2.400.000 và cái mức giá sale là đâu đấy 1.800.000. Nói chung thì với cái mức giá đó thì thực sự mình rất hài lòng. Một chiếc máy hút bụi cầm tay, nó đúng nghĩa là cầm tay luôn, chứ không phải là mấy cái máy hút bụi mà cầm tay xong rồi dây dợn nó lòng hoàng như vậy. Với mình nó không phải là cầm tay, và chưa kể là trọng lượng của nó nhẹ nữa, nên là thực sự cái cảm giác dọn nhà bằng cái chiếc máy hút bụi này nó là một cái trải nghiệm nó sung sướng lắm mọi người, nó rất sung sướng. Ngoài ra thì cái chiếc máy này nó cũng được tặng rất là nhiều phụ kiện nữa, một cái đầu để hút bụi ở trên giường này, một đầu để hút bụi thảm, một đầu để hút bụi trong ô tô. Thì cá nhân mình thấy với cái mức giá đó ấy, với mức giá 1.800.000 ấy, thì đây là một sản phẩm phải nói là cực kỳ đáng mua.
nếu mà ta muốn giải phóng sức lao động của bản thân thì mình nghĩ là chúng ta nên mua những cái thiết bị như này. Thực sự là cảm giác dùng rất thoải mái. Và không biết mọi người thấy sao về cái chiếc máy hút bụi Gunter Enhauer V16 giá sale 1.8 triệu ở trên Lazada này, thì mình lại comment bên dưới nha. Bên dưới mình cũng có để link cái sản phẩm này cũng như là link sale của bên Lazada cho nào quan tâm nhé. Và nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào dành cho mình ấy, thì cũng để lại comment ở bên dưới luôn, hoặc là tác thể giao dịch group Rip Công Nghệ ở trên Facebook, ở trên đó có thể mình trả lời cho mọi người nhanh hơn. Ok, thế thôi nhỉ. Bye bye.